Rồi, ok, hai xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Quốc Nguyễn Vlog ha. Thì hôm nay là sẵn vệ sinh con xe của mình, thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em hãy muốn thắng, vệ sinh muốn thắng, đúng cách, đúng kỹ thuật nha. Đây, thì thông thường á là người ta sẽ để cho bạn chạy đi qua bên nha. Này, thì người ta sẽ mở cái con này ra, mở cái con phe này ra. Mấy con này còn nổi sẵn nên là nó cũng lẹ, không mất thời gian của anh em lâu. Con này là con heo dinh của mình. Mình thì mình đang hiện tại đi con Rambo đó. Lấy mình cũng sẽ hướng dẫn cho anh em hai con Rambo. Nhưng mà mình nghĩ con Rambo thì mình dễ sinh thôi. Tại vì bố thắng thì mình chưa cần thay. Đây, đúc cái phe này ra. Đó. Rồi, người ta sẽ ví dụ đây là cặp bố đi ha. Bố thắng. Đây, ta sẽ đúc vô. Ta sẽ đúc vô. Đó, làm cho anh em dễ hình dung đi ha. Đây, người ta sẽ đúc vô như thế này. Đúc vô thế này luôn. Đó. Rồi. Người ta sẽ lấy cái này, cái cây vít hoặc là cái nào cũng được, người ta sẽ ép vô. Thì như vậy á thì cái bố thắng này nó sẽ được ép vô. Đó, đúng không? Đó, bình thường không gì hết. Nhưng để bây giờ mình sẽ mở cái bố thắng ra cho anh em xem ha. Đây, đây là cái bố thắng của chúng ta, thì nó được làm từ bố, nói chung là nó làm từ hợp chất đó nha, làm từ bố, nhôm, carbon, rồi có nhiều loại bố, như bố thắng của mình á, bố thắng của mình thì mình là xài cái loại của Fando thì nó có cao cấp hơn, đó thì nói chung là nó sẽ ok hơn, đó. Thì bây giờ mình sẽ soi tới chi tiết này. Khi mà anh em thắng lại thì đồng nghĩa với cái việc là hai cái miếng bố này nó sẽ ép vào nhau để nó giữ lại cái lực phanh. Thì khi mà nó giữ lại cái lực phanh á thì càng ngày thì cái bố này nó bị chai, đúng không? Nó bị chai thì nó sẽ sinh ra bụi. Đây nè, nè đó nè, cái này là bụi của bố đó nha. Để mình lấy nét lại. Đây, đây là cái phần bụi của bố nè. Đây, anh em thấy không? Thì lâu ngày anh em thắng thì nếu mà vệ sinh hoặc là thay bố theo cái cách đó, không có vệ sinh mà thay bố theo cái cách đó thì dần dần cái thành bê tông của mình nó sẽ cũng đầy cái chất dơ này. Đó, đầy cái bụi này. Đây, cho anh em xem. Đây. Đó, anh em thấy không? Nó có một cái phần khá là nhỏ. Đây. Đó, nó có một cái phần nhô lên nè, anh em thấy nè, là bụi bố đó. Đây. Thì khi mà anh em ép cái bụi này vô, trong đây nó sẽ có hai cái sin, hay còn gọi là hai cái phốt cao su á. Một cái nằm ngoài đây thì nó sẽ giúp là bảo vệ bụi bẩn nó không vô đây. Một cái nó là chặn dầu cho cái dầu không xì ra, nó nằm gần đâu mình nhắm tầm đâu gần ngoài đây nè. Cái bóng thứ hai á,
Rồi thì khi mà anh em thực hiện, anh em ép nó vô như vậy á, thì nó sẽ gọi là bó cứng phanh á. Kỳ mình đã bị cho anh em rồi đó. Có gì mình để clip bên đây ha, để clip bên đây. Thì cái con heo của mình nó không nhả luôn, nó không nhả lại mà nó bóp cái là dính mà nó không nhả lại đó. Đó là cái trường hợp mà nguy hiểm ha. À, thì cái con này thì của mình á, thì mình vẫn còn xài được, nhưng mà tại vì mình không có xài, xài con Rainbow gì đó. À, thì rồi, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em vệ sinh. Nhưng mà bây giờ mình sẽ mở con Rainbow ra dưới đó, mình không có vệ sinh trên con heo này ha. Rồi mình sẽ mở cái con dưới đó ra để mình hướng dẫn cho anh em vệ sinh. Thì con nó cũng hơi bị dơ á, con đó mình nói thiệt là hơi bị dơ, anh em nhìn về ngoài nó sạch vậy chứ trong nó dơ dữ lắm. Ok. Rồi ok. Đây. Đây, đây là cái súng của Milwaukee. Mình xài cái này thích ghê luôn. Xài mà xả ra, mỗi lần xả ra nó có một cái chế độ là mình xả ra cái là nó sẽ ra hết luôn. Nó ra gần hết, nó sẽ dừng lại nè. Đó, thì nó an toàn hơn khi dàn ốc. Rồi ok, mình sẽ rút con đĩa thắng ra luôn ha. Đây. Hai con này thì nó cũng như con kia thôi, đơn giản. Đây, con này thì rút cái phe này ra. Rồi, rút ra cái phe này thì để rồi nha. Cái phe này thì khó kiếm à. Rồi, anh em đẩy cái phe này ra. Đây. Đẩy cái cây chụp cốt ra nè. Rồi hạ xuống. Đây, đây là bố thắng của mình. Đó, bố này là bữa bị bể nhẹ nè anh em thấy không? Do cái việc mà nại á, do người thợ người ta nại á thì nó bị bể này. Bố này thì cũng khá là dày, cũng còn ok được. Nhưng mà có cái nó hơi bị bể, thì cũng còn xài được không sao? Đây, con này thì hơi bị dơ, khá dơ luôn. Dơ phần mép này, bít tông thì mình cũng có vệ sinh nên là cũng dơ lắm. Rồi ok, bây giờ mình sẽ để hai cái mặt phanh vô ha, để hai cái mặt phanh vô. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ bóp thắng. Rồi anh em thấy vết tông nó chạy ra xíu nè. Cái này là mình ép một trái ra trước nha, mình ép một trái ra trước. Xong thì bây giờ anh em sẽ lấy là xà bông hoặc là RB7, chứ đừng có lấy mà dầu hôi nha, dầu hôi nó sẽ nở phốt nha. Cái phốt trong này nó nở cái là đi luôn á. Đó, lấy xà bông RB7. Với lại anh em trang bị giúp mình một cái bàn chải. Bàn chải này thì chắc dễ kiếm, mà bàn chải sạch nha, đừng có dầu nhớt gì tùm lum đây nha. Rồi nước. Rồi ok, giờ ở đây thì mình xài xà bông, mình xài xô nát là loại xà bông rửa xe. Còn anh em không có xô nát thì anh em xài Sunlight được cũng được. Chà nó lên. Rồi chà. Thì cái Sonat hoặc là cái RB7 thì nó sẽ có cái chất tẩy nó sạch hơn xíu. Mà không thì anh em cũng xài xà bông nhà bình thường cũng được, cũng sao hết. Đó, anh em thấy không? Thấy nó trắng hơn xíu không? Đó, nãy nó như thế nào, bây giờ nó như thế nào rồi. Cho anh chảy thì xong rồi, nhớ vệ sinh nha. Đây, nè, cái bố thắng á. Thấy không? Mấy cái bố bả là
Xe mình thì lát sẵn rửa luôn nên là mình chỉ vệ sinh vậy, xong rồi mình lát mình sạch nước sau. Cái này là sẵn mình dơ quá mình quét nó luôn đó nha anh em. Chứ còn anh em nào mà vệ sinh bê tông thì khỏi cần quét cái này. Tại vì sẵn heo dơ quá rửa luôn hết con heo quá chứ. Còn mà rửa thì anh em chỉ cần rửa bê tông thôi. Này nó phải có cái bàn chải nhỏ nữa. Rồi anh em đợi mình xíu mình có một cái bàn chải nhỏ. Đây, cái này là một cái bàn chải nhỏ ha, hay còn gọi là cái cọ vẽ đó. Thì anh em nào mà có thì càng tốt, không có thì không sao. Nó để vệ sinh mấy cái chỗ hóc hách này nè. À, không có vô cái bàn chải kia thì lấy cái này rửa. Cái này thì ra ngoài tiệm mua, nó kêu mua cọ vẽ là có thôi. Nhưng mà vệ sinh khá là sạch nha, đừng giỡn. Giờ mấy cái cọ vẽ này mà nó cũng lợi hại lắm á, cũng đùa. Ok, ok, con heo của mình nó cũng khá là sạch rồi. Đây. Rồi, còn phần bên này á, anh em sẽ dùng cái trái bê tông còn lại anh em đẩy ra. Tại vì cái đậu này bây giờ hiện tại là nó đã sạch rồi. Đó, anh em đẩy ra, đẩy bên này trái bê tông này đẩy ra nè, thấy không? Anh em đẩy bên này ra, dành cho những con heo nào mà đối xứng ha. Còn heo con heo một bê tông thì quá dễ rồi. Bóp cái lại ra rồi. Còn cái con heo mà hai biết đối xứng á thì nó hơi khó. Rồi. Con này thì anh em cũng làm y vậy. Anh em lấy xô nát hoặc là cái gì đó rửa. Ok, chạy nhẹ lên. Đây. Sạch hơn liền và lực thắng nó khá là nhẹ nha, cực nhẹ luôn. Đây là rửa sơ thôi nha anh em. Chứ chưa có rửa mà phải gọi là rửa mà. Ý mình là nó là rửa nước á. Xả nước sơ thôi cho nó đỡ trơn. Dòng bóng loáng luôn ha. Đây, vàng ánh kim rồi luôn. Rồi, okay, bây giờ nhét bố thắng vô. Này nó hơi nước à. Ê, nó hơi xà bông à. Đây, mình sẵn mình đẩy xe ra ngoài luôn để rửa. Ok, bây giờ bắn nước đó. Đây, bắn cho nó sạch cái nha anh em. Rồi ok. À giờ con heo mình sạch bóng rồi ha. Sạch gọi là đúng bóng luôn á. Ok. Rồi. Bây giờ. Hay. Chán ghê. Rồi. Ok, bây giờ hai bê tông nó đều như vậy ha. Dũng xuống nước để mình lấy khăn lau. À khăn nữa. À, anh em lựa cái khăn nào mà nó ít dầu nhớ đồ này nó kia ha. Hoặc là không có cát luôn thì càng tốt, vũ hết cát ra luôn để nó cong nó vô tông thì nó cũng kỳ. Đây khăn mình thì nó khá là ok nên là mình không ngại. Rồi để tạm này ha. Rồi ok, bây giờ lắp mặt bố vô. Hey, lắp mặt bố vô phải ép bê tông vô chứ đúng không? Đây bê tông mình còn đẩy ra nè. Đó, bê tông còn đẩy nè. Đây thì bây giờ phải làm sao? Bây giờ cái nguyên tắc á, nếu mà người thợ ở ngoài người ta sẽ đút vô như vậy. Thử thôi nha, cái này thì mình không có làm thiệt đâu. Ta sẽ lấy cái dít dẹp. Dít dẹp đàng hoàng. Đây. Để vô đây. Qua lại nó là bê tông vô thì đương nhiên bê tông nó sẽ vô. Nhưng bảy mặt bốn nè, đây bảy mặt bốn anh em thấy không, nên không vậy nha. Rồi mình sẽ hướng dẫn anh em cách khác. Đây có một cái cây lục giác hoặc là một cái cây vít mài nhọn hoặc là một cây vít dẹp cũng được. Ai da, giờ thì mình sẽ lấy cái cây này mình mài nhọn đầu rồi, nó nhỏ hơn đó.
Thì cái nguyên tắc á là mình sẽ lấy cái lưng của mặt bố này ép cái bê tông bên đây, và lưng mặt bố này ép cái bê tông vào đây. À, đây mặt bố này, lưng mặt bố này ép bê tông bên đây, lưng mặt bố này ép cái bê tông bên đây. Đó, ok ha. Thì bây giờ để mình vấn cái dẻ nó lại để mặt cong nó chạy con heo, anh em cũng lên kỹ như vậy ha. Đây rồi, ok, nhét vô nè, lại như vậy thì nó sẽ không chạy mặt bố được ha, như vậy nó không có chạy con heo được, mà mặt bố nó lại vô sát nữa. Ơi chết mẹ. Đó. Đó, rồi ok. Đây anh em thấy hai trái bê tông nó vô hết luôn rồi nè. Rồi, vậy là đúng kỹ thuật ha. Không phải không bị chèn bố, cái này nó bị sét nha. Cái này đi mưa lâu bị sét thì cái này bố là bình thường, không có gì hết, nhưng mà hai bê tông sét nè. Rồi. Nhét vô, ráp lại là xong. Cái cách này nó khá là mất thời gian, nên là hầu hết thợ ra đường người ta sẽ không có làm cái cách này nha anh em. Chỉ có cái này ở nhà hoặc là ở WNV shop mình thì mình sẽ làm. Còn mà người ta thường á, người ta sẽ không có làm cái cách này ha. Ở đây không có móc phốt, mà mình nói thẳng ra là vậy luôn. Anh em đi ngoài thợ nào cũng vậy hết á. Tại vì cái bố này là mình làm biến thay á, là mình đưa ra thợ, mà xong rồi kỳ thấy nó bị bể vậy nè, nên là thôi tự thay nhà luôn, sẵn làm clip hướng dẫn với anh em luôn ha. À quên nè, khi mà đưa cái này vô nhớ vệ sinh nha. À, mình có vệ sinh trước rồi, mình không có quay. Rồi đút cái phe này vô thôi, đâu có gì đâu. Xong rồi gài phe lại là anh em đã xong rồi đó, xong cái công đoạn gáy heo rồi. Còn chỉ có cái cách là đưa vô đây bóp ra thì anh em bóp nào mà nó ra thôi. Nhưng mà lời khuyên của mình ha, để vô đây hết. Xong hai cái đầu tiên anh em sẽ bóp khá là nhẹ, bóp nhẹ luôn nha, đừng có bóp mà cái lại mà bóp mà hết lực luôn á thì nó không nên thôi. Còn anh em nào mà muốn bóp thì cũng được. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ vệ sinh tổng thể con xe của mình. Và hôm nay là mùng 2 Tết, mình nghĩ là chắc cái video này mình phải đăng qua Tết rồi, chứ mình còn nợ anh em nhiều video quá, còn nợ hơi bị nhiều luôn á. Thì video này là mùng 2 Tết, hôm nay mình không có về quê. Thì mình sẽ đăng qua Tết đó. Thì mình đã hướng dẫn cho anh em xem ha. Thì anh em nào mà có nhu cầu mua đồ chơi xe bên WNV shop, đèn led đổi màu, đèn giảm mất cú R1, led đổi màu trên đây, đây đèn led đổi màu, mạch đề xe không chạm, thì anh em có thể liên hệ qua kênh Shopee của WNV shop, hoặc là anh em có thể vào fanpage WNV shop để anh em mua hàng. Mình có để link ở phần phía dưới ha. Rồi, hẹn gặp lại anh em ở các clip sau của mình nha.